Năm người bị thiệt mạng trong vụ nổ bên ngoài văn phòng bầu cử của một chính đảng ở Karachi. Tin từ Karachi, ít nhất 5 người đã bị thiệt mạng và 8 người khác bị thương vào tối qua. Trong một vụ nổ ở bên ngoài văn phòng bầu cử của phong trào Motahida Kwame, một trong những chính đảng mạnh nhất ở thành phố Karachi. Vụ nổ đã xảy ra khi có nhiều nhà chính trị và các thành viên của phong trào Motahida Kwame tập trung tại đây để chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử cảnh sát lực lượng cứu nạn đã được điều động tới hiện trường vụ nổ bom nguồn tin cảnh sát karachi cho biết quả bom được cài trên một chiếc xe gắn máy đổ văn phòng ở phong trào mutahida Kwame và được kích nổ bằng điều khiển từ xa quả bom phát nổ đã gây thư hại nghiêm trọng cho các tòa nhà và nhiều xe hơi xe máy xung quanh các hãng truyền thông địa phương cho biết, tổ chức phiến quân Terry A. Taban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Đây là vụ tấn công lần thứ ba cho phong trào Mohahida Khwami trước cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 5. Trước đó, đêm ngày 23 tháng 4, một vụ nổ bom tương tự cũng xảy ra nhằm vào văn phòng bầu cử tại khu vực Chawarangi, thành phố Karachi, làm hai người bị thiệt mạng.